Kênh Quỳnh Nam Việt trân trọng xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý và hạnh phúc trong ngày mới. Kính thưa quý vị, qua kênh của Quỳnh Nam Việt thì chúng tôi đã đưa lên nhiều clip về bé Tường Lam. Thì hôm nay có nhiều bạn hữu gần xa đã xem kênh của chúng tôi và rất ái mộ và cũng là đồng cảm cùng một ý nghĩ với những bài phát biểu trên YouTube, thì đã có gọi điện đến chúng tôi để xin nói lên quan điểm của mình thật hư về chuyện bé Tường Lâm ra sao. Xin mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi chương trình này. Xin trân trọng kính mời. Cháu ở Đồng Tháp. Cháu nói cho chú nghe cái chuyện này. Hồi xưa cháu cũng có ông sư phụ mà không biết ổng là ai, vô ổng mình không biết. Ổng trước kia ổng cũng là phi công lái máy bay, cũng đi quân ngụy, lính ngụy cũng dữ dằn lắm. Tự nhiên ổng phát ổng ai hành không biết, mà ổng đào tạo 100+ người đại tử mà có cháu trong đó. Rồi là đi núi đi non, là còn là đi hút thuốc nam, đi kiếm thuốc nam, còn là cơm nhà không, không dùng của thế gian. Ổng quỳ, ổng huấn luyện đại tử là phát lời đại nguyện, là đại nguyện là trong ba điều. Bởi vì những người mình nói xin lỗi, mình nói mà xin lỗi trước, mình không dám bôi bác cái người tu. Nhưng mà là ổng nói là không danh, không lợi, không tình. Đó, nếu mà trên đời ai cũng có sai chân, mà sai biết sửa là người tốt. Mà bây giờ á, cũng thời cuộc bây giờ á, là thấy nó lạ lùng, chú cũng biết rồi, mà xã hội cũng biết rồi. À, là con với cha, cha với con, rồi vợ với chồng, chồng với vợ, rồi nó lộn xộn dữ lắm rồi. Mà bây giờ mượn cái danh của người lớn á, thì nhiều khi á, chính quyền người ta khó khăn. Thành ra đứa con nít nó nói ra mà nó chưa học. Mà những cái người tu á, như tôi thấy cái clip của thằng Nậu á, tôi phản ảnh mà tôi không biết, tôi nói có mấy tiếng, còn nói có mấy tiếng là ổng mắc cỡ ông ta. À đúng rồi. Mấy những, đó là tại vì mấy ông tu mà dần nói khác, nói theo cái sách vở khác gì, như bài ca, như cái bài Bánh Bông Lan thì cũng anh dân nó ca mà ai ca cũng được đó. Thì thành ra là trong sách vở cứ nói theo hoài, nói theo đức thầy, biết rằng nói đúng. Nhưng mà đứa bé này nó nói phát năm từ đầu nó nói ra, nó mà nó nói ra tự nó nói rồi mấy ổng còn ganh tị á, nói thẳng luôn ganh tị á, tu mà còn ganh tị nó, mấy đứa nó vậy mình đang quan minh nó mới đúng. Bây giờ mình giỏi mình dạy con cháu mình đi á, đúng rồi đó. Cái bài chú đại bi á, con nói thiệt chú, ông và con đi nói với sư phụ con á, là có ông Phật Trùm mới có thôi, nguồn gốc là cái bài chú đại bi của Phật Trùm mới đầu á. Ông đào tạo 100+ người đại tử mà để học cái bài chú đại bi, ông nói chú là chú phá tà mà 84 câu là 84 vị Bồ Tát. Ông ai chịu học chân trường, ông dắt tới đó người bắt đầu sợ gì học hết đó. Mà chú biết ha, người 30-40 tuổi, 40-50 tuổi mà có người học cả 3-4 năm chưa thuộc, 3-4 năm chưa thuộc bài chú đại bi á, nó chú cũng biết là nó khó vừa gì, nó lẹo nó lộn. Nam mô Phật gia đắc na ra la dạ gia, nam mô a di đà rồi đó, nó lộn dữ lắm, nó khó dữ lắm. Nhưng mà đứa bé này nó không học mà nó phụ nó, mình nên mình mắc cỡ với nó, không mắc cỡ mà để mà ganh ghét là nói là tà ma đồng ý, có Phật thì phải có ma đồng ý, đừng có ai cãi mà nói trên đời không có ma, chết thì thành gì, thành ma chứ thành gì. Nhưng mà đứa bé này nó nói những cái câu là chân chánh, nó chỉ khuyên người tu đừng có ăn con động vật, rồi nó đau đớn, rồi nó khuyên người là nên phát 1000 ký gạo. Rồi chú nói là rất đúng, 1000 ký gạo đó là bao nhiêu gia đình đó, bao nhiêu gia đình mà một gia đình bao nhiêu người ăn đó, là cái phước đức của người ta lớn rất bao nhiêu. Còn mấy ổng tối ngày đi nói không à, đi nói đi đăng đi nói thuyết trình, nói trong kinh giảng, nói ra là khác nào là kêu bằng con, ta nói con két mà ra nhá chủ nhà đó, thì nói theo miệng, nói theo sách vở. Còn này ta tự cái tâm, cái đầu người ta phát ra đó. Tu mà có lo đi hoài rồi lo có ngày bị gầy không lo kìa, mở đó mà lo chắc móc đi phân bị mới được đó. Tu á, trước khi tu á, bước vào đường tu á, là tu phước đó. Tu phước là gì? Mình đi làm phước, đi độ đời, cứu dân độ thế.
làm với cái khả năng của mình có tiền thì giúp tiền, không tiền thì giúp cái công bồi lường lập lộ hoặc kiếm cây thuốc nam đó. Ai bệnh tật già cả mình giúp đỡ, không có tiền mình giúp một cái công, rồi phước tu một thời gian mới qua tu huệ. Huệ là gì? Mình phải ngồi thiền định niệm Phật đó. Tôi nói có như không tu huệ không có được đó. Tu mà tu huệ không là cũng như là mình không có phước, không có gì là đạt được cái gì. Tu phải là phước thì là huệ, gọi là phước huệ xong tu. Còn mấy ổng đi nói hoài, lo đi nói không bỏ ngày cúng nữa. Cái cúng của ổng chưa có tròn nữa kìa. Đi lo đi xong rồi người ta một ngày ta cúng á, ít nhất tối thiểu tệ nhất là hai thời, là tôi gọi là tối thiểu đó nghe, là sáng chiều. Còn người ta cúng thêm một cửa trưa. Còn mấy ổng lo đi nói tối ngày, dắt đi núi rồi nói tuổi tập lại nói kinh nói giảng, nói trong cái thầy đồng ý mà nói đúng là nói đối đúng thiệt, nhưng mà nói là nói trong sách, nói như bài ca mà thuộc lòng rồi. Ai nói không được, cần gì để nói, ai biết chữ là đều biết nói được hết. Như cháu đây cháu không biết chữ nào luôn, nhưng mà cháu rất tự phát tâm tu và thấy cái chuyện đời á, cái chuyện đời mình cũng hết tham rồi, chết rồi không có đem theo được cái gì chứ, giữa cái tội và cái phước, cho ai chọn được cái gì đó chọn. Bây giờ muốn chọn cái phước thì gán làm hiền, gán tu, gán lập công bồi đức thì được, chết xuống dưới được cái phước. Còn muốn lãnh cái tội thì trên này cứ hơn thua, cứ sanh si, cứ ác ôm, cứ tham lam, cứ danh lợi thì kiếm cái tội thôi. Đó thì mà đứa bé này nó nói ra là nó không có nói gì mà đụng chạm tới ai hết. Nó nói là mình nếu mà muốn được tuổi thọ lên cao, phải là được mằng ăn được thì phải phát 1,000 ký gạo, rồi phải là để cúng lại, rồi làm lành, nó tăng cái quyền duy của mình lên. À, chú thấy như thằng tướng mà tập lại Bình Dương á, hồi nào bây giờ nó quay, nó có công ty, nó nổi tiếng nhất mà nó chưa làm phước ai một lần nào hết, chưa làm phước luôn. Nhưng mà từ nó biết nhỏ này là nó về nó tiếu luôn cái tiền của nó, nhưng mà tiền vô hoặc qua ai, nó nói về tao xin vợ mua 1,000 ký gạo chú phát, mà nó phát hôm nay là con thấy là 5-6 người phát nữa rồi đó. Yeah. Không phải mình nên đó đâu đó, mà chú thấy đó là tôi bên giúp được bao nhiêu người đó. Hiện bây giờ là con tháng nào cũng cho, nhưng mà con cho không có nhiều. Tháng nào có tiền con cho năm được 20 phần, 1 phần 10 ký. Còn tháng nào nghèo nhất túng nhất con cho 5 gia đình 1 người 10 ký. Con gặp mấy người già đi lụm bọc là tí số con kêu là con cho, con không cần đăng còn quay chứ, nhưng mà đó mình giúp như vậy là mình chia sẻ với nhau, là gọi là giúp cho kẻ khó mới nhầm. Rồi ta khổ mà mình giúp như vậy đó, con suy nghĩ bây giờ 10 ký gạo gia đình ta 3 người ăn cũng được 10 ngày nửa tháng, mà 3 người đó là ta ăn đó có cái no bụng, người ta đi làm mướn, đi làm công, làm thuê rồi được. Còn là mình cho người ta nói gọi là mình giúp cái trong cái hoàn cảnh vậy là nó đúng chỗ đúng nơi. Còn mấy ông này cứ đi quay đặng mà đặng nhiều like, đặng lấy tiền rồi tiền, nếu mà đi làm từ thiện còn là tiền của Mạnh Thường Quân đưa, mấy ông đi cho không à. Cái chuyện đó ai làm không được, mà mấy ông để coi bình lấy danh tỷ với nhỏ này. Con thấy có cái kênh của Thành Hậu với cái chú nhỏ nào mà kêu Đại Dũng dự đám dỗ đó, rồi lên nói cũng phê bình đấy. Tại vì Bình Dương nó thắc mắc, cái tính nó tò mò, nó hỏi tại sao mà cháu biết con biết, nó là tự nhiên có trong đầu con biết, hỏi con tiếp trước là ai, nó nói là nó mới nói là đi cô. Hỏi nó nói chứ phải chi mà nó sinh nhau. Mà con nít mà đồng ý con nít bây giờ nó thông minh thiệt. Bởi vì con nói cho chú nghe luôn, con nhỏ hơn chú. Tại mấy ông không xét, tu mà không chịu xét. Tu á, này nào, tại sao bây giờ đứa con nít nào nó cũng khôn hết. Không phải một đứa. Bởi vì hồi xưa mình ông bà mình đẻ 9-10 đứa con không à. Đó. Thì thế nào là con là có nhiều đẻ chặt một. Còn bây giờ gia đình chỉ có 2 đứa, 1 đứa à. Là nó đầu thai biết sao, khác nào mà nó tuyển chọn như đội bóng, mà đội tuyển như bị gì, đứa nào mà được tốt là mới cho đầu thai lên, thì đứa nào cũng đẹp với thông minh không à. Nhưng mà thông minh cái khác, không mà thông minh là ca hát nhảy múa hay là cái này cái kia, còn cái nói gì phát, nói gì phật phát là có được nhỏ này à. Đó. Mà nó chưa học chữ nữa, nó còn học lớp lá phải chi mà nó học được lớp 5, lớp 7 thì đủ thừa để tập vô cái nói mẹ dạy. Bây giờ mấy ông học cho mấy ông biết chữ, mấy ông học có thụ không ấy là dạy. Mẹ nó còn không biết mà cha nó còn ngang, cha nó còn nhậu mà. Mà mẹ nó thì lo đi dạy bằng lái xe rồi, có dạy có gì đâu. Mà nghe nói mình thì ta bây giờ ta là hướng theo là
bỏ cái máy việc làm là đi theo nó xem chùa rồi luôn, là chú thấy như vậy mà không chịu mà nâu gương theo, rồi không biết mình tự ái mắc cỡ nữa nên mà đi găng tị rồi phân bì rồi nói này nói kia nói tà nói chánh, đồng ý nó phải có tà có chánh á, nhưng mà khi nào mà nó xưng á là mấy người kia gà mấy bà kia xưng bà thì công chúa, bà là na cha, bà là trên bề trên điểm xuống, cái đó là đó tà thiệt á. Còn này là nó nói gì tinh giảng rồi nó phiên tu được không à, mà nó là tà làm sao tà, bây giờ tà đặt đường đó, giờ là mở cửa ma giới rồi đó, rồi là bây giờ là mở cửa rồi đó, là con ma ba bắt con Phật Phật nhiều đó, thì bây giờ nó có sức mà xưng hô là dạng ban ngũ hành là tam thiên lục bá, là bây giờ nó xuống đầy đường rồi đó, nên chắc phải không có đâu, con biết hết, nhưng mà con nói không được, nói cũng như không xưng không đó, tại vì nhờ mình ngồi thiền định mình niệm Phật cái tâm mình mới biết, mà biết thì nói chia sẻ với chúng thôi, nhưng mà con không dám xưng, xưng có tội đó, như vậy là con nói có gì sơ sót chú thông cảm, nhưng mà con thấy có con với chú là được hợp ý, là con thấy chú nói con coi nãy giờ con phái con mới điện cho chú, yeah. Mà cái mạng của chú mà mua bi con nói tiếng đồng hồ chuyện bình thường, bị của con có đăng ký mà đè nó khác mạng đó, khi nào mà chú có cái số mua bi chú nhá qua đi rồi con nói nhiều nữa, tại vì con dốt con không có kinh giảng chân, mà con tự tu mình à, ở mình tu mình à đó. Thì mà con đi núi đi chùa là lễ của thầy là không có lần nào mà lỗi con hết, bất cứ ở đâu bên nguồn gốc của thầy là ông sư giải bán khoai nè, ông Hoa Thới nè, ở đâu con tìm con đi được hết, tốn ông thẻ con đi giáp hết đó, là con phải đi cúng thành tâm thành nguyện đàng hoàng, riêng mình à sách treo ra chạy mình nè, để chú mẹ năm ngày cũng chạy mình nè, là con tự tu mình á, là tự con ngộ ra con tu đó. Hồi xưa con cũng là một người là sắc xanh, không có sắc xanh là gì, bị nghèo, rồi con sống ngày bà cậu không à, đâm ếch sôi ếch là đâm bắt bán, nhưng mà con ngộ ra rồi con thấy nó tội lỗi, rồi con tự nhiên cái con ăn chay luôn, không có ai rủ, không ai dạy gì hết, nhưng mà tại mình thấy cái chuyện đời á rồi chết và đem theo được cái gì, chỉ như cái tội cái phước thôi á, rồi nhiều người á nói chết là hết, con nói con dốt con nói ngang không mà nó cho chú hiểu luôn, là ai nói chết là hết. Con chỉ cho coi bây giờ giả sử như mà mình với cái hồn thì cũng giống như mình, như cái nhà như con bây giờ con ở mình nên cũng có nhà thành kia nè, mà lỡ chặt điện hay là quả quản cháy nhà là ở đó chịu chết hay là chạy ra đó. Thì chết đó thì con người tắt thở thì cái hồn mới xuất ra, nếu mà mình làm ở có đức có phước đó, thì mình được là Phật nhiều dắt mình cho mình tu hành chỗ ngôi vị nào đó, còn mà mình lỡ ác thì đại xuống 18 tiền điện một tiền một quý á, chứ đừng nó chết mà hết. Nhiều người nói ủ quá thì chết mẹ cho rồi, nợ quá chết cho rồi, chết mà hết, đừng nói chết mà hết, không có hết đâu đó. Con giả sử gì thôi, bây giờ giống mình như cái nhà đó, cái nhà cháy mà chạy ra ngoài la làng không á, là ngồi trong chịu chết, thì con người chết thì cái hồn nó cũng xuất ra đó. Xuất ra thì cái xác nằm nó thú quắc rồi, thì nó ra rồi coi mình có cái rồi mình sống trong thế gian này mình làm chuyện gì đó. Nếu mình làm tốt thì người ta sắp xếp mình, cũng như mình học ra trường thì cũng có nghề nghiệp để mình đi làm chuyện này chuyện kia, còn không có nghề thì cũng về làm mướn, là tại vì mình học dở. Thì cái người sống ở trên đời này cũng vậy, mà mấy ổng thấy con thấy toàn là ganh ghét, mấy ông đạo kia ganh ghét không, nói mà không biết mắc cỡ, mình nói mình phải bắt xét lại mình lớn mà mình làm chưa được bằng nó, mình đừng có đăng lên, mình đừng lên mặt mình nói, tại vì mình lớn mình làm không được, thì cái chuyện gì ai không biết từ từ nó tới, ai không biết vậy, ngày lớn nó khác, nó nhiều khi lớn rồi nó thay đổi. Trời ơi, thì nó nói ra là cho ngộ nhận đó, bây giờ nó ngày mai nó nghĩ nó cũng vẫn bình thường đó, là nó nói vậy ai ngộ thôi, thế nó đâu có bắt buộc ai đâu, mà mấy ổng nói nhiều khi vậy rồi cái mơ mốt lớn nó có ra xa ngã rồi có chồng không rồi được nghỉ hoài không, nó giận nó banh nó biếm không, trời ơi ngày nào phải ngày nấy, mà bây giờ đó là nó nói gì khác nào mình xin lỗi mình nói mình cũng không biết nó thấy khác nào, nhưng mà người ta mượn xác nó chứ đừng nghĩ nó đứa con nít được, cái hồn nó cũng chưa chắc à. Nó còn nít gì cái hồn, nhiều khi người lớn á, nó nhiều khi mình người lớn cái hồn mình cũng nít á, chứ đừng có nói mà chê nó nhỏ mà nó không nhỏ đâu, mà mấy ổng cứ tối ngày cứ làm cứ ganh tị nó không à, nói biết thầy không có cho nói này kia, đồng ý không có cho, mà thời cuộc bây giờ nó quá mùi rồi, bắt buộc cả Phật trời hết có nguyên mẫu nữa, là bây giờ nói bực tẹt luôn, ai tu được tu qua hiểu thôi, chứ hồi xưa thì đức thầy không cho mê tín dị đoan, đồng ý đúng đó,
đúng. Nhưng mà bây giờ là cứ bằng quýt tẹt luôn rồi, vậy nó mà còn còn xã hội chưa chịu tu chưa sợ nữa kìa, ở đó mà như đầu xưa sắc không phải nó còn lỏng nữa, ý là nó nói vậy đó mà còn chưa sợ chưa thắt kinh nữa, còn 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 hung dữ, còn binh lại, còn cho tiền dây tiền nóng, còn cao thấp tu mà như tao phú nó nói nè. Sao cỡ này huynh đệ có những người đồng đạo xào xáo, ông nào cũng xưng danh, ông nào cũng nói giỏi, chứ ông nào cũng nói rồi ta đây biết đức thầy này kia sao sao, rồi nằm trên bao gặp đức thầy nó dập không á, nói mà có ngày bị gầy bị phạt chết luôn không lo, có thiệt luôn á, không phải chuyện giỡn đâu. Tại vì đức thầy lúc này để cho ai xưng ai gì cho đã đi, những người lớn mà làm không tròn á, kêu người ta gọi là mà mượn đạo tạo đời là đó, mấy ông đó đó mặc bộ đồ vô cái để tập tu, không cần lễ, ta dọn bề trong không phải dọn bề ngoài đâu, không phải mà cái ra cái bè vẽ đó mà gọi là tu, ta gọi là dọn bề trong á, mà khi cúng kiến nó phải mặc cái đồ dày tay vô là được rồi, ta gọi là khi cúng kiến mình cho phạm lỗi. Còn khi những người tu á, thường thường á mấy cô mấy chị mặc đầm mặc quấy mặc quần cục cũng được, mà nếu mà cầm tới cây nhang rồi phải xỏ cái quần dài cái áo dài vô, mặc dầu đồ đi ngủ cũng được đó, rồi mình xỏ vô, rồi mình mà cúng xong rồi mình cởi ra, cứ việc ở trần mặc quần cục mặc áo dây cũng được hết. Nhưng mà khi cúng kiến mình cho phạm lỗi, còn tu là cái bề trong kìa, chứ không phải cần cái bề ngoài đi ra vậy cho người ta thấy là mình là tu là đạo, không gì không có giỏi đâu. Cái đó là khác nào mà là lại đi thay đi quảng cáo. Con nói thiệt luôn, con tu nè, con tu 25 năm mà con phải con nổ 25 năm mà nè, chưa bữa nào phải ngồi thiền, ngồi thiền định á, mà con còn không dám nói hết á, cái định nói gì á, con không biết chữ á, nhưng mà cái tâm mình ngồi thiền giúp nó sáng rồi, thành ra mình là như con không biết chữ nè, mà con có thi bằng lái xe mà đậu lên mấy ông mới giật mình, là cái bởi vì ông tu mấy chục năm mình chưa biết cái câu mà cảm ứng chứng minh á. Tâm mô chi vậy chơi thần chi vậy năm non bảy núi cảm ứng chứng minh á, mấy ông tu ông hỏi ông nào mà biết cái câu cảm ứng chứng minh nữa ha, ông cắt cái đầu con nè, không bao giờ biết giải ra. Cảm ứng chứng minh là gì? Là cảm ứng chứng minh là mình tu cho cái tâm mình nó sáng rồi đó, mình không danh không lợi không tình ngay thẳng rồi đó ha, là cái cảm ứng không á. Thí dụ ông đi cúng chỗ nào ta chứng ông làm trong mình, ông làm cái gần liền đó, phải là gọi là cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cả thói ăn năn làm lành lãnh dữ á, mấy ông chưa hiểu cái câu là cảm ứng chứng minh nằm chỗ đó là cái gì, nó tưởng đọc cho lúc qua thôi. Con nói cho chú biết luôn, cảm ứng chứng minh nha, con lợi hại lắm. Tại vì sao mà con thi bằng lái xe mà mấy 100 mấy chục coi mà con lậu, con dốt không biết chữ, mà con đi tứ xứ dân đi cúng tỉnh này tỉnh kia mà con sợ công an. Nhưng mà con gầu, cái ông sư phụ mới nói chú chừng nào mà con chừng nào mà tới ngày thi đó, lật cái cuốn thi đó ra lại ngồi vô chừng lát ta đàng hoàng, rồi mình dòm cho cái câu đó mình định tâm lại, biển cảm ứng mình gặp, còn cảm ứng là gặp cho qua, còn câu là cảm ứng là con lấy giấy con gặp ngang cái, cảm ứng con gặp cái rồi rồi đưa lên là đủ câu vừa bóc. Con nói vậy thì cái chú con nói thật tình mà nói á, bởi vì mấy ông tu nhiều khi mấy chục năm tinh giản mấy ông gần chứ chưa biết cái câu mà cảm ứng chứng minh đó. Con nói thẳng với chú luôn, con nói thiệt xin lỗi chú nè, con xin lỗi chú nhiều khi chưa biết nữa đó. Cái câu đó lợi hại lắm á, chú tu mà thiệt tâm nha, không cần để mà ăn mặc qua là hoài là để tóc hay là cạo đầu hay là mặc đồ trong sống đâu ha, là gọi là tu á, yêu cầu chú ăn nói đàng hoàng thôi đó, mà chú ngồi thiền giùm con. Mà trước tiên tu phải tu phước, phước là gì, ta kêu gọi là phước huệ trong tu, là mình phải là kiếm phước nam để gặp là bồi đường lập lộ. Người ta nói á, phước nhỏ đừng bỏ mà ác nhỏ đừng làm. Phước nhỏ là sao, chú đi ngoài đường chú gặp cây gai á, đó là miếng sành chú mừng là chịu khó chú lụm chú bỏ vô bụi chuối bụi tre là thấy được cái phước rồi đó, tại vì chú thấy chú tránh rồi đó. Mà người khác người ta làm sao, người ta đi tới đâu thấy người ta đạt đó, mình bỏ qua thì được á, nhưng mà cái đó là gọi là cái phước đó. Ác nhỏ đừng làm là gì, đừng có giết con chim con trùng con dế, đó là cái ác, mà cũng là gọi là ác, bởi vì nó cũng con mình cũng con, là nó con kêu con gà con dế con trùng chứ mình cũng con mình, nhưng mà mình con người cũng con không à đó. Ta gọi là phước nhỏ đừng bỏ mà ác nhỏ đừng làm đó, chứ đừng nói nhắm tối nhảy thì đừng nói thao thao, nói chung kinh trong giảng nó bài học thuộc lòng như bài ca, rồi ai thuộc ai cũng ai nó muốn thuộc thì ca thôi, thế đợi gì nói, người ta cũng biết nhưng ta cũng ngộ, người ta tu chứ, người ta cũng kêu gáo tu. Cái gì ép không có ngon đâu đó, bây giờ là đức thầy cũng nói tu không tu ta cũng không mời thỉnh đó, thì ai thấy giác ngộ lớn cho rồi, nếu mà giác ngộ được thì chịu tu tu, chứ còn khỏi cần nó gáng đi gáng gáng cái gì. Bây giờ là làm là hiền còn giữ mắt đó, hiền còn mặt tiên, bây giờ nó lậu lên cho mà nhiều người nó làm sao biết được kiếp trước giá hả, kìa nhìn hiện kiếp là biết tiền căn á, biết sao mà kiếp trước không,
Ba thí dụ là tại sao giờ mình gặp cái người lết ngoài đường, lết mà đi xin, cái nhiều cơ giao tình chú nói thôi chú đi đường, chú nói trời thấy cao mày tụng nghiệp quá, tại đặt mình lên cho bóc cho vài ngàn, giao tình cái khẩu chú nói tội nghiệp là rõ ràng ông này mắc cái tội với cái nghiệp, đi gì không hết, thì rõ ràng nó tội nghiệp không? Là tại sao bao nhiêu người không có? Là tại hồi trước cũng là làm ông làm cha ta, bây giờ đầu thai lên mới thành hậu quả vậy đó, ta gọi là nhìn hiện kiếp là biết tiền căn. Biết liền à, lộ liền vô mà tại không ai ngộ ra đó, rồi đó giờ sao giàu, nó ngang rồi nó giàu. Tại trước nó có gieo, bây giờ nó hưởng, nhưng mà nó hưởng lâu dài thì nó gieo là hết, anh Phước nữa thì nó hưởng, cái thằng con là cháu còn nó khóc nhiều khi chưa hết cuộc đời nó nữa. Mấy năm hai năm là tự nhiên là chuyện lớn tới khủng bố tới là tai nạn cháy nhà hay này kia cũng tiêu tan. Ta nói giờ sang như nước tinh nguồn, gặp cơn mưa lớn mất hơn một giờ. Trời cho không thấy mà trời lấy không hay, cho đâu phải cầm tiền ra cho tôi, cho chú. Mà lấy đâu phải là gỡ tay mà lấy chú, cho là mình ăn ở, mình làm có đất, mình làm ruộng, trúng ruộng đó, chồng gãy trúng gãy đi buôn thì lời, lấy là gì khiến đó. Mình không hư đi cũng con vợ mình nó đánh cờ bạc hay là ma tí đó, hoặc tai nạn mình đụng người ta mình bồi thường đó, là lấy là vậy đó. Nó trời cho không thấy trời lấy không hay, không có ai mà lại cầm tiền cho mà không ai gỡ tay lấy hết đó. Rồi mình nói là cái thằng nhiều khi vô tình cái nó hung dữ quá chú ơi, trâu á, trời thẳng ngang tàn thì nó ngang nó phải tàn á. Có ngày nào mà điều chưa tới ngày, chưa tới giá của nó thôi thì tôi tiếu 10 ngàn, mà 9 ngàn ai cho chú đi phải trả 10 ngàn, chẳng phải chú nó thiếu cái chú trả 9 ngàn rồi phải kêu chú lại là chú ơi chưa đủ đó. Thì nó ngang thì gọi câu ngang tàn tội nghiệp, chú suy nghĩ nó có ý nghĩa chứ, là ngang thì phải tàn mà, nhưng mà chưa tới ngày giờ thì bữa nay nó còn ngang tàn chứ ngày mai nó mới tới mà nó không biết đó. Thì cái gì cũng vậy, nó có ngày có giờ, tới giờ người ta phải xử chứ đâu phải mà như trời phạt sự công bằng lắm. Nó có công để thưởng, có tội thì chừng, chứ đâu phải mà đợi tới nó ngang tàn cho nó sống hoài. Tại nó chưa, nó cái số nó còn 5 năm nữa mà giờ nó mấy lúc này mà mình của là sao được. Nhưng mà nó tới rồi nó tàn cực kỳ à. Nó sâu mà ngang tàn như tội nghiệp đó, ý nghĩa dữ lắm luôn á. Chú lớn mà chú suy nghĩ đi, còn nó 59 tuổi à mà ngang tàn thì tội nghiệp nó không xa, nó thấm dữ lắm luôn. Con nói chú thấy đúng không? À, hay quá. Nên giảng thôi. Đó phải không? Bị gì tên giảng chứ cái miệng mình nó xíu chứ mình không phải đũa ai. Rồi có nhiều người nói á, thấy thằng đó nó giàu, nó nói thằng đó chắc nó tính, nó thông minh, nó ăn học, nó có biết tính, nó mới sắm, nó mới làm chủ kho gạo, làm chủ cửa hàng xe, làm chủ nhà máy. Không phải đâu, tại vì nó có tiền rồi nó hên cái thời nó mặn đông được đó. Chứ con nói câu này là canh học hết trơn nè, thằng khùng nó cũng biết tính kìa, con nói thiệt. Thì biết sao nó biết tính không? Yeah. Nếu nó biết tính nó đi ra, nó không biết tính nó đi ra mày ruộng ra mày giường nó ăn cái gì đó. Nó phải ăn phúc đặc là mũi trắng nó cũng chết. Này nó đi mà lộ đi ghé thì người này nó xin ghé, người kia nó xin, nó lại chợ lại đám cứng nó ghé vô, người ta mới cho thịt cho bánh cho tiền đó. Thì nó không biết tính, tại vì á, tại cái số chưa tới là cái có phước, cái đức mình không có, cái đức thì không tài. Ta gọi là phước tuy không thấy, đức tuy không thấy mà còn tài, cái tuy gần gỗ mà mòn như cưa là sao? Cái đức á, con cho chú có gian qua sông, không khi nào con mong chú cho con lại đâu, nhưng mà người khác trả lại đó. Còn á, cái tài là sao? Tài là không có đức mà ngăn, rồi ví dụ là con cho kỹ sư kiến trúc thì nữa, coi cái công trình đó mà xây cho mặn cho ta rồi tự nhiên nó sập rồi bồi thường mà lỗ luôn mà bán nhà bán đất thường không đủ bị không mất đó. Mới nói là đức tuy không thấy mà còn là vậy. Còn nói mà không biết tính, con nói là chú suy nghĩ chú thấm mà chú nói cho ta nghe, con xin lỗi chú, con xin lỗi nha, chẳng phải dạy đời là cái câu mà nói là ai không tính đó. Thằng đó giàu chẳng biết tính, không phải thằng con mới nói một câu là thằng khùng nó không biết tính mà thằng điên khùng á, chú nhớ phải rõ không? Nó mới ghé vô chợ, đi ngang ngoài chợ, ngoài đường lộ, người ta mới kêu thách tội nghiệp, người ta động lòng mà cho ta kêu ra cho ổ bánh mì hay là cái bánh bò, bánh cam, chứ bắt cái nó đi ra ruộng nói gì nó ăn đó. Đừng nói mà nó biết tính, con nói gì là hết trả lại á, bị gì tao phải biết tính, cũng như mình nghèo cái nói chắc mình không biết tính, không phải gì đâu. Tại vì cái số mình nó chưa tới đó, là ví dụ quăng năm mà mình mới giàu hay mới khá mà đòi hỏi mình có cái đức hay không nè. Mình có làm ăn, ví dụ mình đi ngoài đường mình thấy người ta nặng nhọc khổ sở, mình có ra tay không? À, ví dụ giờ cho mình đang nằm võng mà thấy đằng kia người ta phơi lúa, phơi củi mà trời mưa, mình quay vô khách nhắm mắt mình đó, mình ngủ gì cũng vẫn được hả? Không ai làm phiền mình, chứ không ai nói gì, chứ nói tôi không hay, tôi lo tôi ngủ. Nhưng mà
mình bật ngồi dậy mình ngủ chi, ngồi dậy mình cào lúa hết người ta. Cái đó là cũng cái đức mà lửa sớm diện và thương, cái tình người nó có trước. Bởi vì người ta mới nói à, con thiệt con không biết chữ thiệt, con nói tôi biết không biết chữ luôn á, con không biết chữ con dốt mà. Nhưng mà con trong bụng con cũng phải gì cũng nói nãy ai buồn buồn à, con nói con xin lỗi chú là vậy đó. Con nói cái gì chúc bạn chú không cảm không à, nói đi dạ có nhiều dạ. Cái lắm đó nói đi à, dạ dạ con dốt thầy con biết chữ luôn, từng tuổi năm biết chữ luôn, 59 tuổi rồi tuổi luôn gắn á, mà vợ bỏ đi để chồng khác là nay 10 năm mà con ở mình à, ở mình là không có một người thứ hai con hay gì la giảng một mình để giấc bạn mình à. Nói chuyện chú một chút rồi cúng cúng lại ngày cũng qua thời vậy đó, nhưng mà không phải được phe. Nhưng mà con có sao nói vậy à, nói dốc với chú á, con cũng không có lên cái thạch nào, đúng không? Không có được 100.000 nào nói dốc chi, mà mang cái tội với cái khẩu cái nghiệp. Bởi vì con suy nghĩ con mới nói người ta đừng có nói dốc. Nói dốc khi nào mình có được 100.000 mình nói hoài. Ngày tao nói 10 cái chuyện nói dốc mình cũng chịu à, rồi ngày nói dốc mình lên được cái thạch tao nói hoài, chứ tao mập lùng. Nói dốc chi mà người ta biết được một lần là sao, chú nói thiệt không ai tin nữa à. Bởi vì con không có chuyện nói dốc, con chơi với ai mà tiểu thề với nói dốc là con tránh người đó liền. Con không chịu, con không thích chứ vậy, con tránh liền chứ không có nói gì chứ, tại mình không chịu vậy. Chứ còn con kệ ai sống sao sống, đi cái người ta miễn thiên hạ mà. Mà ai làm gì làm, mình ta nói á, không nói bất nhân mà nói bất nghĩa. Tại sao không nói bất nhân, thí dụ mà người đó mình nói một lần mà ta không nghe, thì thôi mình không nói nữa. Mình đang xong bạn bè mà chết chung mình thấy ra kia nó tánh hơn tật xấu cái mình đó. Thôi đừng làm chuyện đó, thì nó thì cái tánh nó ngang ngược, nó hung dữ, nó tham lam, mình nói là nó tránh mình rồi, gọi là bất nghĩa đó. Lương thân mà mình không nói á, gọi là tiểu nhân đó. Bởi vì không nói thì bất nhân, mà nói bất nghĩa là mấy cuộc đời người biết điều nó khó xử lắm, nó khó dữ lắm, chứ không phải mà còn cái người mà không biết đầu đích hay là lợi dụng rồi á. Thôi miễn tao no, thôi tao có tiền thôi. Còn mình á, là mình biết điều quá là suy nghĩ cái câu để nói thì sao mà để cho vừa lòng, mà để cho mà đừng có thẹn lương tâm, nó ta gọi là tòa án lương tâm đó, nó gây rất là chúng mà sai cái gì gọi là táo ngủ nó bất cứt gì đó. Còn cái người mà sao cá rồi nó quạt con lên nè, cãi mẹ nếu tao lời nữa chứ tao no được rồi, thí dụ đi uống cà phê bữa nay chơi điếm không trả tiền nó dư được 10.000 rồi, mà cái người ta kêu bọn người không biết điều, còn mà biết điều như mình rồi nó khó xử lắm luôn. Nhưng mà con cãi đi dầm miệng cái chuyện đời mà mới có ra cái xã hội đó, người gì người khác. Bởi vì nhiều người nói là phước đợi cho trúng số đi tôi làm phước chưa chắc đâu, bắt chừng trúng số rồi cái thấy tiền nhiều quá cái tiếp ủng cho người này tấn gạo ngàn ký gạo cái mười mấy triệu ủng để mười mấy triệu này đi mua thịt mua đồ ăn ha, là đi sắm món đồ người này kia đó, đánh cái điện thoại chưa chắc đừng nói. Còn mà làm phước không phải đợi giàu, mà mình nghèo mình làm á đừng mấy ra là gọi là ta cho làm không được mà làm được có gian đó. Chứ còn mà để tới dân là biết chừng nào dân mà chưa chắc đó, nói vậy chứ không biết có làm không đó. Đó bây giờ mình có nhiều làm nhiều, thí dụ giờ người ta làm ồ sạc mình, bây giờ mình cho một gia đình cũng được, nó cũng được cái mức nó cũng tốt đó. Mà con nói thì con nhắn chung một câu là phước nhỏ đừng bỏ mà ác nhỏ đừng làm, hai cái đó là được ok đó. Rồi cái thứ nhất đó, con người bước vào đình tu đó, cái lòng mình phải nhân đạo trước mà. Nhân đạo mới bước qua tiên đạo đó. Nhân đạo là gì? Cái đạo con người, cái đạo lặng người á, cái thiệt người mới biết thương người. Là thấy mình kêu hoạn nạn cái mình tội nghiệp, mình thương, mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, mình dắt và dìu dắt, là nó gọi là thiệt con người. Còn không thiệt con người, không cãi nó, không dính dắt tới mình đó. Người ta nói thiệt người mới biết thương người, mà gần người mới biết tánh người. Tại vì con ở nhà chú á, mới đầu chú tiếp xúc với nó, chú vui vẻ, chú lo chứ là mà ở chừng 5-10 ngày giờ mới biết cái mới lộ chân tướng của chú ra, coi chú bất tội sao chú còn tốt không, bắt đầu chú bất tội rồi à, có người lạ vô là bất tức rồi, coi dằn ngâm sắm chén hay là tự lộn hay là quả quọ hay là lớn tiếng rồi chầm dầm rồi đó. Bởi người ta nói thiệt người mới biết thương người, mà gần người mới biết tánh người đó. Con nghĩ sao con nói vậy à, con nói đại thôi vậy. Chú có gì cũng thông cảm, cứ ăn lên đi con ở Đồng Tháp nè đó. Tại vì con thấy chú nói gì con, chú thấy con xin lỗi con nói gì con hoàn thượng bị gì á, đáng lẽ con lớn hơn chú con mới nói câu mà chú nói giống với con, mà tại vì con không biết sao nói, bị thấy chú nói câu không quá hợp luôn với con mới điện lại. Đúng rồi, con không thành điện đâu, cứ nói đi, nói đó. Vậy là hay lắm rồi đó.
hay lắm. Dạ đúng rồi, em coi rồi. Chú cứ con ghi âm là chú cứ nói là có chú ở Đồng Tháp hiện giờ độc thân một mình, con ăn tương là hôm nay cũng 25-26 năm rồi, nhưng mà không phải mình thuê mình đổ, nhưng mà kệ ai muốn làm là mình ăn cái gì qua từng cổ rồi cái nào cũng như cái nấy à. Chú suy nghĩ đi ha, chú ăn cao lương như vậy đang ngồi nhai cái miệng rồi qua khỏi từng cổ nó vô cái bụng mình rồi nó hồi xuống mau tử nó thành thân thì cũng cái nào như cái nấy à. Cái gì mình ăn không độc mà không bệnh mà không mà no rồi bình thường cũng vậy thôi đó. Bởi vì thành con mới nói là sống trên đời này hơn người ta mà cũng không có được lên ký thịt nào, mà cũng không có được trăm ngàn nào, đừng có hên, đừng có hên người ta rồi. Bởi vì ông già ông con cũng nói như chú nói câu là đúng, ông già con nói thương nhau kéo cũng tròn á, là vậy đó. Thương là cái gì cũng nói được, cũng cũng ngon dút quá, nhưng mà ghét rồi á thì cái bọn hòn cũng không cũng héo nữa, là y răng chú nói là cái câu đó cũng thành con mấy tiện liền đó. Bởi vì chú nắm ngón tay bằng tay chú chỉ từ cái ca cái bình trà gì coi, một ngón chỉ ta là ba ngón chỉ mình, khi nào chú chỉ một lần năm ngón đâu, ba ngón kia chú co lại xong là ba con đó chú co lại là nó nghiêm gì bằng chú rồi. Một ngón chỉ cái bình hay cái ly hay cái thuốc gì đó, bởi vì mình đừng hại người ta, hại có một mà trời hại mình tới ba lần, đừng có lên hại đừng có. Nhưng mà chưa tới ngày giờ trả thôi, thời buổi bây giờ nó mau lắm, chứ không phải như xưa mà đợi tới đời con đời cháu giờ trả liền đó mà, gọi là miệng liền nó trả gấp vậy đó mà người bà con xã hội chưa ngộ nhận. Con như mấy ngày ở xã con cũng mấy chồng bắp cổ vợ chứ nhắc qua nay là bữa 30 tây nay nè nó chết nhất cái chuyện nó dần bé ta cái thời cuộc cái thầy nói sau này là con giết cha, cha giết con, chồng giết vợ có rõ ràng rồi đó, đi gan chứ còn đâu nữa. Nó khiến rồi bây giờ gọi là trầm cảm, hồi xưa sáng kêu trầm cảm đi bị thấy ăn độc, bây giờ bên khoa học á là nói trầm cảm, chứ thật sự là ma nhập á, ma nhập nó mới khiến nó dục là nó giết với nhau đó. Chứ rồi mình nói gì không ai tin, ta gọi là trầm cảm. Trầm cảm gì đã rồi nó ngồi nó trầm cảm cảm mình rồi nó mới dắt nó giết rồi mà nó còn không biết nó nữa, nó rồi là cái gì, tại vì chết thì thành ma, ma thì nó dắt chơi giết dưỡng thì nó chỗ đâu dựa ai mà nhẹ cũng giết thì nó sát vô nó mượn cái sát vẫn ăn đó. Có người nhiều khi ấm nhắc mà ăn một ngày 3-4 tận cơm, còn người mạnh khỏe mà ăn chừng 2-3 chén cơm là có đá ai ăn, mà tại không ngộ ra thôi chứ tu là phải ngộ. Cái câu mà cảm ứng nó chứng minh nó, chú suy nghĩ đi, lợi hại lắm. Câu cảm ứng chứng minh nó lợi hại lắm, tại vì không ai ngộ ra chứ trong cái trụ hát đó, như cái tiếng thò trong hậu hay là ngao sọ ốc hến, có một khúc mình kêu ốc hến rồi bắt đầu ta đặt là ngao sọ ốc hến, còn tiếng hò sông hậu có khúc ta đặt là tiếng hò sông hậu rồi. Còn nguyên cái tù hát có mấy trăm chữ, mấy ngàn chữ mà sao lấy con chữ, còn cái bài cúng cũng mấy chục chữ mà lấy con chữ là cảm ứng chứng minh. Tại nó không ngộ ra hôm nay con cải hối ăn năn làm lành lĩnh dữ đó, chi vậy chi thằng chi vậy năm năm bảy nó cảm ứng chứng minh. Cái con cảm ứng nó ý nghĩa lắm. Nhiều ông á tu mấy chục năm, con hỏi một câu thôi, ông nào có phát lời đại nguyện chưa đó, đại nguyện là từ trước tới nay con có sai trái gì, cái phật ngôi nào đó niệm tình tha thứ bỏ qua cho con. Rồi trong mình 50 tuổi thì không biết, mà từ trước tới nay, còn từ đây sắp tới, con sẽ hứa con cam kết đưa hai tay thẳng lên, con nó thấy sai con sửa, con nói đúng làm đúng, thì xin ngồi đó chúng cho con vị nào mình nói theo vị đấy từng tự á. Rồi á là trên thế gian này cũng có chặt chân hết, tay cũng có sai, nhưng mà sai biết sửa là người tốt. Thì mình nói rồi từ trước tới nay con có sai trái gì niệm tình tha thứ bỏ qua. Điều thứ nhất nha, điều thứ hai là không danh không lợi không tình. Điều thứ ba là không lừa thẹ phản đạo. Nếu con nói đúng làm đúng thì xin trời phạt tính cho con, còn nói sai làm sai thì tiêu diệt con cho hồn xác ra cho bụi. Chú hỏi cho mấy ông đồng đạo có ông nào dám phát cái câu đó, chú bẻ con ăn, mấy ông phải chết. Mà chừng nào dám phát cái câu đó, ông đó mới bản lĩnh. Con nói thiệt luôn á, con là phát rồi, con phát, có ngôi nào cũng phát lên. Mấy Phật tổ đưa tay thẳng lên, từ trước tới nay con có sai trái gì, nhờ Đức Phật từ bi hỷ xả, niệm tình tha thứ bỏ qua cho con. Từ đây chắc đây con thấy sai con sửa, con nói cái nào đúng con nói đúng làm đúng, nếu con làm sai sái lương tâm con, xin việc con tiêu hồn xác con cho bụi. Đó là ta chứng không cái gần liền à, tại vì ông không dám nói là dám làm, nhưng mà mình hứa rồi phải làm đúng nha, chứ đừng có làm sai trái là tiêu gán chịu. Bởi vì chú hỏi thử đi, hỏi thử mấy ông mà đồng đạo của ông nào cũng thờ cơ thôi, có ông nào phát cái lời đại nguyện chưa trong ba câu như con nói á. Điều thứ nhất không danh không lợi không tình, điều thứ hai không lừa thầy phản đạo, hỏi cha không chú á. Là không danh không lợi là gì, ví dụ chú làm phước ta không cần đợi người ta trả ơn á, ví dụ là làm phước mình làm thầy thuốc cũng không cần cho người ta kêu mình ông thầy đó,
đó là mình không dân đó, không nổ ta đây ông thầy đó, là ta cầu qua đại nguyện, ông nào dám phát nguyện không? Tôi xin lỗi, không có nào dám hết, nói làm nào cũng gượng gợn. Tôi phát nguyện có quyền tôi rồi, dùng phát rồi, tôi nay con tư phát cũng lại, chúng ta nói không được. Nhưng cái cam kết là gọi là cam kết, cái lời đại nguyện còn hơn cái lời thầy đọc. Không có nào dám hết, là mình dám ăn, dám nói, mình phát nguyện vậy rồi là mình sửa hết. Từ trước giờ có giết người hay cướp hay là trộm cắp gì không biết, mà bây giờ là cái con người mình mới ngộ ra, giờ con từ đây thì sao cũng hết tôi sao ngộ ra, con sẽ cam kết theo được Phật pháp, sống thì tu theo bằng tay, mà phát thì cũng tu theo bằng hồn, một đời một đạo tới ngày chung thân, ông nào dám khắc nguyện nhau? Tại vì những thằng nó ở tù mà nó ra là nó trở thành người tốt, được ra người tốt, tại vì nó sửa rồi, nó ở tù nó làm lập công rồi, người ta ăn sáng thì cái người cũng vậy, tu ông nào dám phát lời đại nguyện cho con nói, con mới sợ, ông nào dám chứ con hỏi rồi, con đi tập lâm mà. Con rồi nhiều khi nói chuyện con hỏi mấy ông có phát lời lại nguyện chưa, hỏi sao con ra cái điều kiện ông nào đó ơi chi vậy ấy chơi chết bị cái tánh cùng sâu là mấy ông dân chứ mình cái tánh mình trung thực ngay thẳng rồi mình không sợ gì hết đi gì mình không nguyện sống có gì tu xe bằng xác mà thác rồi phải tu xe bằng hồn phải chết rồi còn tu mà đó là rồi con nguyện lập công bồi đức chờ ngày thiên định thì chờ tới ngày thiên định thì tới gần ngày lập công lập thổi đó chung cuộc đó thì trời Phật đó, xét mình định đâu định á, mình cũng như là tâm đâu có dám đâu có đòi hỏi thì mình làm tốt thì ta định ta cách mình ngồi cái ghế nào cái cách nào vậy thôi, bởi vì nói trời con nguyện cam kết theo thành Phật pháp đó là sống thì tu bằng sắc khác tu bằng ngọc thần hồn, nguyện lập công bồi đức đó, tu ăn chay niệm Phật cũng lại sớm chiều làm hiền đạo đức. Nếu mà con có gian dấu gì cho trên tử con tay hồn sát ra cho bụi, còn nếu con lập tâm bồi đức chờ ngày thiên định thì chờ ngày thiên và trời đó định mình là muốn định đâu đó định, tại vì ta xét mình là thằng này tốt thì ta sẽ sắp cho mình cái ghế tốt mà, như bí thư chủ tịch cũng thôi cho công nhân ăn riêng ví dụ vậy đó là bảo vệ, thì ví dụ vậy đó là mình cũng không có đòi hỏi. Con nguyện gì không đi đâu cũng con nguyện lập công bồi đức chờ ngày thiên định đó, thì nhờ ở trên chứng nhận giùm cho con, từ đây chắc tới con xin sửa chữa, thấy gì đúng con làm, sai con trừ. À, thì con nó nói vậy con làm gì hoài xin trời Phật chứng nhận cho con là con làm gì là nhờ cái quyền duy là cảm ứng trong mình con không đó. Con đâu nói ra nói thì người ta đâu tin à, nói người ta nói mình nói dốc với mình tà đạo vì mình dốt không có biết học mà rồi tại sao mà nhưng mà con hút thuốc coi bệnh người ta cũng bắt mặt con cũng nói bằng cái cảm ứng thôi mà ví dụ con trước khi hút thuốc á thì là người đó đưa tay người ta trình của quyền ta ví dụ chú họ Nguyễn con phải nói làm thầm định tâm mới nói qua chú của quyền họ Nguyễn tập họ Nguyễn cho con xem mặt của cái thằng sát này thì chú nói mới đúng người ta cho phép bây giờ chú phải vô đứa tay đây thầy coi cho ở tàu lao rồi là chú phải nói là từng cái cảm ứng của mình như con biết chữ à ví dụ là lấu chỗ nào là tự nhiên chú lấu cái chú nhấc cái giò thì bên đây cái giò con giật giật thì con nói nhấc cái giò bây giờ ông đừng có trả lời nha tôi nói đúng thì cứ nói chặt cái đệm của quyền hoàng mạnh ừ ví dụ giờ nặng cái dai thì cái dai không ở đây nặng chịch thì con nói qua bây giờ cảm ứng nó lợi hại gì đó mấy ông đâu có biết trời Phật cho con cái đó mà con không dám nói ra nói sợ bị gầy với bị rút lại con bữa nay mới nói chụp rồi con bực quá con mới nói cho chú nghe thôi vậy gì đó xin là thiệt đó ta nói còn con cá nào lên ngớp sớm rồi bị chặt đầu chân à con cũng biết luôn thầy con có dạy mà đó, con cá nào ngầm chuối nó mấy con cá bự mà tại vì con thích con mới nói cho chú nghe thôi chứ hơn thua làm gì tâu mở ra mà cao thật mà hơn thua ganh ghét mình thấy cái chuyện nào đúng thì mình nên quan nên ủng hộ ở đó mà ganh ghét rồi chê bai nó mất thông minh thiếu gì ai không biết thì hồi xưa đẻ sạch một bây giờ gia đình có đứa hay đứa à nó giành lộn chung lên rồi đứa nào được thành tích tốt mà nó cho đầu thai lên là con đẹp trai đẹp gái với thông minh không con nghe cũng vậy trong ba một đứa bây giờ nó thông minh không à nhưng mà có đứa có nguồn gốc nó có tu thì nó sẽ trở lại cái kiếp nó thì nó kiếp trước nó có tu và cái đầu nó có sẵn rồi bộ nhớ nó có sẵn rồi rồi giờ mình không dám nói là Phật là gì nó Bồ Tát tại nhiều khi ta mượn cái xác bằng dạy đời chứ không phải là nó là Bồ Tát ta mượn á biết không ta mượn cái xác cũng như bây giờ tại sao sớm chú có người cạo gió cạo quẹt mà hết bệnh tại vì trên thần thánh ta mượn cái tay này có tay phục vụ người khác cạo hết mà chú cạo hết ta mượn cái xác chứ không phải là người này mà thần thánh gì nhưng mà nhiều người chưa hiểu gì sâu xa gì Phật pháp chứ không phải là nó nhỏ đó là Bồ Tát nhưng mà nhiều khi Bồ Tát ta mượn cái khác của nó ta mượn á, hiểu không? Đó
mượn để là đậu đời, để nói ra đời, để nói cho bá gia bá tánh để thức tỉnh ngộ nhận coi biết tu ngon biết ăn năn không. Thời kỳ này bão lục chất chất tận đặt rồi nó lộn xộn màng ăn phát nghiệp, nó khổ sở anh ơi, mà vậy mà chưa ngộ nó mới khiến vậy là nó quỵt tẹt vậy mà chưa hiểu nữa, rồi mà găng ghét có ngày sau tới nó cái mở gì không có gì hết, ai đồn khắc ấy tánh gì, ai nói nó là mặt, ta nói cái thứ nhất cái chết chết nó có tu, bây giờ nó trở lại rồi nó mượn nó hồn nó đồng thai lên cái thứ nhì ở trên nó không biết chuyện nào mình cũng không dám nói tiên hoặc thằng thánh ta mượn cái xác nó là ta mượn á, cũng như là ta mượn mượn cái tay cũng như thường bọn ác mượn tay chết cừ á, còn là ta mượn nhỏ này đang nói là nhà nước không có bắt tớ đó, còn người lớn là ta bắt liền đó, nó phản động phản đối con nít ai bắt nó mà là dạy mấy ông giỏi, mấy ông dạy con cháu mấy ông đi cho mừng tuổi, mấy ông dạy nó đâu không được nó, mình nó 5 tuổi 4 tuổi mình nói thuộc vậy rồi phân bì nó thời buổi văn minh coi điện thoại rồi tốt hết nó, mấy ông giỏi mà mấy ông coi đi con giáp chặt 100 ông tu chừng 70 ông thuộc bà chú này bây giờ chưa nói gì con nói chừng nào hết chưa chắc lắm thì đừng nói mà thuộc hết lâu nó học lớp 12 luôn đó nó chừng nói chứ bé này chưa học lớp nào mà nó thuộc vậy mình nên quăng linh nó lên là lên cổ vũ nó rồi chơi là nó sẽ đường dài chai ngắn nhưng không biết cái tạm thời nó nói cho ta thất tỉnh rồi nhiều khi mai mốt ta trả xác ta bỏ ta đi rồi nó là nó cũng có trả đứa bé bình thường chứ không phải là mà ta đeo nó hoài nếu nó sạch nó sạch là trong sạch nó lăn chai hoài nó cúng lại nó biết tùng nguyện biết niệm phật biết khuyên ba tánh chúng sanh đó thì ta không phải hoài mà nó nhiễm trần rồi thì ta cũng có ta đây nhà ta qua mượn xác khác nữa. Bọn thân quốc thầy cũng mượn nhiều sát vậy, giả ông tùy ông đậu tùm lum vậy. Giả ông sinh, giả tùy, giả bôi, giả đàn bà, giả con gái tùm lum. Rồi đủ con người hoảng hẳn thấy, con nẹo thấy gì trong bụng tung ra. Không lẽ đổ mẹ tung lên. Hồi xưa ta có một hay vậy là bật ra rồi cái kia này nọ, nó cha rồi cái kia thì sao đó không biết. Còn mình phải đẻ ra chứ đâu có. Không lẽ đổ mẹ tung lên. Thì nó đi đâu đi, mà nhưng ra ngoài nó sạch thôi, con nít nó chưa có diễn trần, nó chưa có làm chuyện gì xấu xa nên cái gì nó có sao nói vậy mà bởi vì người ta cái công an có tên cũng nít nhất tên cũng nít nhất á chú nhớ kỹ là cũng nít là nó quá không có nói dối đó người lớn mình còn ma mẹo còn quanh quẹo mặt trái còn cũng nít có thấy sao nói vậy à đó, bây giờ nó thêm mà bây giờ nó người ta tin tưởng cũng nít nhất mà mấy ổng đi ganh tị vì mấy ổng tụ mấy chục năm mà ổng chưa làm được sao nó cứ nói trong kinh giảng nó hoài không có ai nói không được như trả bài rồi mấy ông nó ra xong à mấy ông mà một ông nghĩ thì nói tao phải có trong khi ông ta gì ai cũng biết trong đất ta biết tao mới tu chứ đợi gì mà phải làm theo thầy tu bây giờ tôi nói thứ nhất là phước nè đó mình không phước không có tiền là phước nhỏ đi kiếm phước nam chỗ nào phòng phước đọc phước mà không ăn tiền mà đem lại hồi đường lắc hộ đó ai khổ thì giúp đặt cái cầu đâu hư mình sửa mình phụ họa đó rồi một tu rồi vài năm vậy đó phước mình thấy bụng bộn rồi nó vào cái tu huệ cái tu huệ là ngồi niệm phật ngồi thiền định đó chứ không phải như không nhào vô cái tu huệ rồi ra giữa rừng vô núi ngồi trong cái chỗ yên tĩnh ai làm cũng được vì không ai đụng đẩy tu mà ngoài cái xã hội tu bây giờ mấy ai mà tĩnh tâm được người đó mới tốt là bị gì đó tiếng xe tiếng đáo tiếng súng nào ầu ào rồi giật tắt mà người đó dạy được cái tâm người đó mới tốt không có thiệt còn mấy ông tối nhờ đi mặc cái đồ bà ba để tóc cái đi giảng đạo trời ơi nói vậy đó chứ nói như con két nha trong nhà chừng nói vậy ai biết cái thầy nhất ra là đúng rồi đó kinh giảng cái thầy nhất quyển nào đúng hết nhưng mà trong đó chứ đó là cái như mà người nhái muốn qua mặt cái thầy thì dạy đời người ta đó. Không phải là mấy ông nó không tốt đâu đâu có chưa mà dạy đời người ta là nấu cho lấy nó nấu ra ta biết hết rồi cần gì để nói còn bây giờ mà con nhỏ này nói là từ cái tăng quá đó thôi bây giờ vậy thì cảm ơn rất nhiều nha, hẹn gặp lại